Sau đây là kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 5. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 9, 3. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 7, 1, 5, 7, 6, 2, 2, 5, 5, 3, 6. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4854. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 23520, 26301, 51507, 46437, 60634, 40103, 56151. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 11068, 82689. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 32841. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 84724. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 2050886. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 2050886.